Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Nam OK là ai, chàng hot YouTuber, TikToker qua đời vào chiều ngày 4 tháng 10. NVN sinh năm 2000 tại Bắc Giang, thường được biết đến với cái tên Nam OK, đã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm vào chiều ngày 4 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nam OK có tên thật là Nguyễn Văn Nam. Trong profile trên trang cá nhân thì Nam đã giới thiệu mình đến từ Bắc Giang. Nam là thành viên của nhóm Duy Thường Vlog, một kênh mạng xã hội sở hữu hơn 1,7 triệu follow. Nam OK có tên thật là Nguyễn Văn Nam. Nam OK thường làm những video hướng tới đối tượng là các bạn trẻ cấp 2, cấp 3. Do vậy thì anh lựa chọn những nội dung đơn giản và gần gũi, được lấy bối cảnh ngay tại nơi mình sinh sống. Nhờ tính tình hòa đồng và cách nói chuyện lôi cuốn, thu hút nên mỗi khi Văn Nam xuất hiện thì đều đem lại tiếng cười cho người xem. Anh chàng đã từng chia sẻ, khi bắt đầu theo đuổi con đường này thì gia đình và bạn bè mình đều không ủng hộ. Hơn nữa, thời gian đầu làm YouTube thì mình đã gặp khó khăn trong lúc tạo video. Bên cạnh đó thì mình cũng phải chấp nhận ý kiến hai chiều, người chê, người thích. Nam OK cũng đã từng thẳng thắn thừa nhận chính nhờ những lời góp ý của khán giả mà giờ đây có thể phát triển được hướng đi riêng cho mình. Hiện tại, Nam OK có hơn 41,6 nghìn lượt thích, 63,1 nghìn lượt theo dõi. Kênh TikTok cũng đạt lượt follow khá khủng lên tới 1,5 triệu. Mỗi video đăng tải đều đạt hàng trăm ngàn lượt xem của những người yêu mến anh chàng. Dù hiện tại chưa rõ thực hư sự việc sau khi vụ tai nạn xảy ra, rất nhiều người dùng mạng xã hội đã tràn vào trang cá nhân của Nam OK để bày tỏ lòng thương tiếc với anh chàng này. Vào khoảng 14 giờ 35 phút chiều ngày 4 tháng 10, tại khu vực Táo Đội thuộc địa bàn thôn Đảo Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, một chiếc xe ô tô chở 5 người đã xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 99C tại ngã tư đường mới thuộc khu vực này. Vụ tai nạn không chỉ gây chú ý bởi mức độ nghiêm trọng mà còn bởi một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn là một người khá nổi tiếng với giới trẻ, NVN. Tối ngày 4 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bắc Ninh đã cho biết, bước đầu đã xác định được danh tính hai người tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm hai người chết, ba người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 4 tháng 10 tại tỉnh lộ 285 thuộc địa phận giáp ranh xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Thời điểm trên xe ô tô Kia biển kiểm soát 98A do Nguyễn Văn Nam sinh năm 2000 trú tại Tân Yên, Bắc Giang điều khiển, trên xe có 5 người theo hướng cầu Chanh đi cầu Phương đã va chạm với biển kiểm soát 99C chưa xác định được người điều khiển đi hướng thị trấn Thứa về Lai Hạ. Hậu quả, anh Nam và chị Hằng, một cô gái đi cùng xe anh Nam tử vong, một người khác bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ. Công an huyện Lương Tài đã đến hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng đưa người bị nạn đi cấp cứu, khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.